Chương 1, câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: "Có người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: 'Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần.' Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Quý vị và các bạn thân mến, Emilio, một điêu khắc gia nổi tiếng của Hoa Kỳ, là người thích tạc vẽ tường ảnh, và khuôn mặt được ông tâm đắc để tạc vẽ nhiều nhất đó là Chúa Giêsu. Trong vòng 10 năm, từ năm 1960 đến năm 1970, ông đã hoàn thành khoảng 700 tượng Chúa với những hình dạng khác nhau. Và ông cho biết: "Điều tôi mong ước nhất đó là giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác." Giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, đó cũng là sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả và của người môn đệ Chúa. Thật vậy, Gioan là người đã chuẩn bị đường nẻo cho Chúa đến. Ông đã chu toàn sứ mệnh này bằng một đời sống đơn sơ và khắc khổ. Ông cũng đã rao giảng để kêu gọi mọi người trở về nẻo chính đường ngay và nhận phép thanh tẩy để tỏ lòng thống hối. Ông còn thâu nhận các môn đệ để rồi trao họ lại cho Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay thuật lại: khi Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông đã giới thiệu người với các môn đệ và dân chúng: "Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian." Trong Cựu Ước, con chiên đã trở thành hy lễ đền tội, hy lễ cứu thoát, nhất là từ khi Thiên Chúa qua miệng Mô-xê truyền cho người Do Thái. Trong đêm vượt qua, mỗi gia đình phải giết một con chiên, lấy máu chiên bôi lên cửa nhà như dấu thoát trước khi rời khỏi Ai Cập. Khi gọi Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa, với tư cách là tiên tri, Gioan muốn nói rằng Chúa Giêsu là hy lễ đã được Thiên Chúa chọn và chấp nhận, hy lễ đời đời mà những con chiên bị xác tế cho đến lúc đó chỉ là hình bóng. Những lời của Gioan đã được giáo hội lặp lại trong thánh lễ để giới thiệu với chúng ta hy lễ cứu độ trần gian. Chúa Giêsu là con chiên của kỷ nguyên mới, người đã tự hiến mình làm lễ đền tội thế gian, chỉ một lần là đủ. Chúa cứu thế đã sinh ra cho chúng ta, người đã đến để cứu thế gian, tẩy sạch tội lỗi nhân loại. Ước gì chúng ta biết noi gương do Thánh Gioan Tẩy Giả sống đời chứng nhân cho Chúa, tức là nói lên cho mọi người bằng cách sống của mình: "Tôi đã thấy và tôi làm chứng rằng người là chiên của Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian." Lạy Chúa, xin luôn mở mắt cho con để thấy xa hơn những dòng chữ về Chúa trong Kinh Thánh, để con gặp được một Thiên Chúa sống động. Xin mở mắt cho con được thấy những hành vi âm thầm nhưng kỳ diệu của Chúa trên đời con,
để con biết rằng có một Thiên Chúa hiện hữu. Và lạy Chúa, xin cho con luôn biết trao truyền chính Chúa cho những người chưa biết đến tình yêu và sự hiện hữu sống động của Chúa. Amen.